Sapatthamesupatititam sarivikatha tumaha bodhin bhutarupam sakalang sada wanda bijetiyang sabang sapatthamesupatititam sarivikatha tumaha bodhin bhutarupam sakalang sada. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tác bạch để cung tịnh Ngài. Ukasa mayang phạm tê Vishon vishon rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam pimayam phạn tê visun visun rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam pimayam phạn tê visun visun rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý vị sư quốc của tu nữ. Xin chào Chư Thiền Nam tín nữ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới lên đạo tràng học hỏi. Bụt đăng sa nam đa cha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa nam đa cha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng căng sa nam đa cha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam bi Bụt đăng sa nam đa cha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Bụt ti yam bi đam mong sa nam ga cha mi con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Bụt ti yam bi sang căng sa nam ga cha mi con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi Bụt đăng sa nam ga cha mi con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta thì dâm vị đấm mong sa nam gai cha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp tầng thứ ba. Ta thì dâm vị sân tấn sa nam gai cha mi con lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bhutang saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tamang saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangham saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam pi Buddhang saranam gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.
Dutiyam Pitamang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Lần thứ nhì. Dutiyam Pisang Khang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ nhì. Tatiyam Pibhutang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật ta. Tatiyam Pitamang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Lần thứ ba. Tatiyam Pisangkhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ ba. Tì sa ra nó cả hạt năng ni thi tăng pháp vị đảm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê dạ xin vâng. Ba na thi ba ta về là mình đi so với năng sa man dạ mi. Còn xin quán những điều học là quy chánh xa sự sát sanh à đinh na đa na về ra mà đi sau bất năng smart giao bi. Còn xin quán những điều học là quy chánh xa sự tôn cốc cà mê sum mi cha cha ra về ra mà đi sau bất năng smart giao bi. Còn xin quay những điều học là quy chánh xa sự tà hạnh bu sa wa da về ra mà đi sau bất năng sanh giảm bi. Còn xin quay những điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me ra yama chapama đắc hai nam về ra mà đi sau bất năng sanh giảm bi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa si về uống rượu cá chất sai. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự nói dối. Surame Rayama Chapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mai nê ban chà si kha bạc thà nê sa tu căng ca tua ngọc ba mai đê nê nê chà ca lăng sam ma ra thị ta băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng mình diễn hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng. Chỉ lệ na su ga tinh doanh tị chỉ lệ na phu các tâm bát đàn chỉ lệ na nếp của tinh doanh tị ta sư mạng si lăng vị số thác diên cái dấu chân để sinh về cõi trời cũng nhờ dịp giới được giàu sáng đầy đủ tài sản cũng nhờ dịp giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dịp giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa
La thú sa thú lành thay, dạ con xin sám hối chư Tam Bảo. Uttamang ye na wan de hang pa da pang sung varutamang Bute yo khalito do so puto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangyenawandehang thammanchaduvithang varang thammeyokhalito doso thammo khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng Thỉnh Sư chúc phúc đạo tràng. Phô tu sắp bẩm mong ga lăng ra khăn tu sắp bẩm đế hoa tài sắp bẩm bụt đá hại nụ phá quê nè sà đà sô thi phô văn tu tê phô tu sắp bẩm mong ga lăng ra khăn tu sắp bẩm đế hoa tài sắp bẩm thầm mạng. Nụ phá quê nè sà đà sô thi phô văn tu tê phô tu sắp bẩm mong ga lăng ra khăn tu sắp bẩm đế hoa tài sắp bẩm sẵn cả hại nụ phá quê nè sà đà sô thi. Phật hoàn tụ tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người sua thất là thôi chư tổ vô lo nó hô vô thất ta sa ne a ro vô chư tổ hôi sa tập bê nhà thiết phi sa thất là tham Chúc khi tạo vô đồn hà buôn thất xa xa nê a rô ga Chúc khi tạo hô y sa ha sắp bê nhà tí phê tê a thất lạc tha Chúc khi tạo vô đồn hà buôn thất xa xa nê a rô ga Chúc khi tạo hô thất xa ha sắp bê Thị nhà tí phê cầu xin cho các thiện chính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện chính khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy sĩ thị gia chân a ga tha xin tham mạnh tôi xin tham mạnh tôi xin tham mạnh tôi đăng phá lăng e ta smin ra ta na ta ja smin sam ba sa na na che ta so cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, và con xin hồi hướng công. Yang kin chiku salakam mang kata bang kiriyang mamaka ye na waja manasa tidase sugatang katang. Esata sanino ati ye jasata asanino. Katang punya balang may hang sa pe fa ghi fa wan tu te. Ye tang katang su vidi tang din nang punya balang maya ye cha ta ta thang na na cha nan tik de wa gan toa ni we da yung sa pe lo kam hi ye sa ta chi. Quan ta ha ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân hữu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đồng lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm.
Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thọ thích nhận phần phước Phật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Hi đàn nô nha tin nàng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dô. Hi đàn mê bù nhàng à sa quá kha dô quá hằng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Là tin đọc bài rải tâm bậc ái. Sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu arogya hontu sampatti hisamicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chanidukha faya patta chanifaya soka patta chanisoka hontu sabbe pipahino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hiệp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Thầy á, còn đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được cho sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới.
con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên một quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đệ nhau ca thảy. Và bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Và cũng sắp đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Và con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Sa thủ huynh chánh ngộ đã làm xong bổn phận của mình vừa với thời gian ha. Sa thủ Nam mô Bích Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sân Ha dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư Phật nam chư nữ. Âm thanh quý vị nghe rõ không? Nghe vừa phải hay là nhỏ? Alo. Nghe rõ rồi, xa thủ. Nóng quá, cho nên để tủ quạt nó hơi ồn. Quý vị có nghe ồn không? Rồi. Nghe rõ vừa. Rồi, xa thủ. Vì nghe muốn biết lỗ tai luôn hả? Dữ vậy. Dữ vậy hả? Thôi, tắt cái quạt đi. Rồi, có nghe rồi cái không? Nghe biết lỗ tai. Rồi, hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 14 ha. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo Ratanasayasa Vandami Uttho Mahesi Arahan Tathagato Loko Tamo Sabbagaru Hichet Thakolo Kasasatha Janadam Mako Vido Vandama Hantanarapu Cái này rất cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ giá tá sa sát phu nô lô ca nó mình thát sa vi nà ca rù cô thấp bình nhu bút thấp bất đi phù thí sanh nhá tù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giá cần pháp bảo quý giới ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số cá tá xa xà quốc cô xích khà số cà mô quá cá thòng má xích cá cô liền đà và sân xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng đá rá phù. Cái này giác cần. Tăng bảo trên văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thân các ngài thanh tịnh lý trần, xa lệ thể pháp, hàm nhân ai bì. Con xin lệnh lệ tăng hy, đáng cho công chung nhớ ghi cúng dường. Rất tình hát tế gia tê chê, nó sẽ khà mê ê, tú quá, ta năng ta xà bí a, nú phà quê, nó sẽ hát xà dê. Nó sẽ chặt tú, cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy dạ. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn số 14. Quý vị thấy rõ không ạ? Yatha aga rằng xúc chan năng, Yatha aga rằng xúc chan năng, Yatha aga rằng xúc chan năng. Câu số 2. Vutthi samati vicchati
samati vichati. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Yatha agarang suk channang buddhi samati vichati. Yatha agarang suk channang buddhi samati vichati. Yatha agarang suk channang buddhi thi samati vichati. Thì thi hay thi vuthi vuthi na samati vich thi gì na thiếu thêm vô vuthi na samati vichati vuthi na samati vich cha tí dạ không hơi rất là ha vút thi na samati vít cha tí thiếu chữ na rồi thêm vô thiếu thêm có gì đâu khó khăn rồi đọc lại ha câu một câu hai gia thang a ga rằng xúc thành năng vút thi na samati vít cha tí Yathang agarang suk channang buddhi na samati vichati. Rồi, được chưa? Thiếu chút cũng khó chịu. Khổ quá đi. Rồi, bây giờ câu 3, câu 4. E văn su phà quý tăng chích tăng ê văn su phà quý tăng chích tăng ê văn su phà quý tăng chích tăng câu số 4 ra go na samati vichati ra go na samati vichati ra go na samati vichati câu ba câu bốn ê văn su phà quý tăng chích tăng ra go na samati vichati ê văn su phà quý tăng chích tăng ra go na samati vichati ê văn su phà quý tăng chích tăng ra vô na samati vichati. Rồi bây giờ bắt đầu ôn lại từ trên xuống dưới. Yat thang agarang suk channang buddhi samati vichati e văn su phà quý tăng chích tăng ra vô na samati vichati yathang agarang suk channang buddhi na samati vichati e văn su phà quý tăng chích tăng ra vô na samati vichati yathang agarang suk channang buddhi namati vichati e văn su phà quý tăng chích tăng ra vô na samati vichati. Câu này cuối câu số 2 nó là đoạn âm, vậy thì quý vị cứ đọc tự do, mệt nghỉ. Còn quý vị thấy rằng không thèm nghĩ, đọc liền một hơi, đọc liền một hơi. Trong room này, một hơi mà đọc nhanh, đọc lẹ, đọc to nữa thì quý vị biết là ai. Sĩ Không Mai là một, Sĩ Cầm Men là hai. Hay là cầm micro giống như là La Phan hả? Ao ao. Giống Lương Trường Sơn ao ào lá đổ ha. Vậy thì câu
Phật môn số 14 về trường âm, đoạn âm, quý vị cứ đọc tự do, mệt nghỉ. Còn nếu mà không muốn mệt nghỉ thì làm một hơi, thoải mái thôi. Rồi, bây giờ qua vấn đề kể còn sao đây. Dòng kinh là quý vị biết rằng đọc như vậy đó ha. Khi nào mệt thì dừng lại nơi trường âm mà nghỉ. Còn nếu mà chắc ăn hơn đó, làm liền một hơi. Rồi bây giờ qua dòng kệ. Dòng kệ thì 8 từ, chúng ta chia 2. Còn một lần còn phải đọc 2 câu nha, để nó nương nhau lên và xuống. Dạ tha ha ga rằng sục thành bồ thi na sa ma ti vi cha ti ế quang su phá quy tăng trên tăng ra vô na sa ma ti vi cha ti dạ tha a ga rằng sục thành bồ thi na sa ma ti vi cha ti ế quang su phá quy tăng trên tăng ra vô na sa ma ti vi cha ti dạ tha a ga rằng sục thành bồ thi na sa ma ti vi cha ti ế quang su phá quy tăng trên tăng ra vô na sa ma ti vi cha ti như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập. Rồi mời sư Kim, mời sư Kim Nhung, mời sư Thanh Hoàng. Alo, quý vị nghe rõ ha? Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàm Khà. Dạ, dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin tạ bài câu pháp cú số 14 ạ. Dạ thà a ga răng xúc chanh năng vút thi na sa ma ti vút cha ti ê quăng su phà vi tăng chích tăng ra gô na sa ma ti vút cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc chanh hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quốc trường âm nhấn, thí ná xá má tí, năm đoạn âm, quốc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Gia tha a ga răng xúc chanh năng quốc thi na sa ma ti quốc cha ti. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra gô hai trường âm thông thường, ná xá má tí bốn đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, ê quăng su phà quy tăng chích tăng ra gô ná xá má tí quýt chá tí. Và con đọc lại hết bài. Gia thà a ga răng xúc chanh năng. Gia thà a ga răng xúc
chân năng vô ti na sa ma ti vô cha ti ê hoàng su pha quý tăng chích tăng ra gô na sa ma ti vô cha ti. Như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ tha a ga rằng sục chanh năng của thi na sa ma ti vụt cha ti ê quang su pha quy tăng chích tăng ra gô na sa ma ti quýt cha ti. Dạ con đã đọc xong, kệ xong. Dạ có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con nhường mic cho cô Kim. Con kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ha? Có bị đứt quãng không ha? Nghe tốt ha? Ok, không nghe tiếng gà gáy cho sủa ha? Con nhìn nghe tiếng tụi thầy ha? Vậy đúng rồi đó. Một, có mấy người. Một, trời ơi, một ai, Hồng Mai, Thiên Vũ, Mê Tà, Văn Nhật, trời ơi, 7-8 người. Ôi, nghe rõ quá trời rồi, vậy tốt rồi, âm thanh quá tốt, nên nghe điếc lỗ tai luôn vậy đó. Kính thưa quý vị, thưa sư, con xin trả bài kinh Pháp Cú số 14. Con đọc bây giờ đó, sư núp lùm nghe cho rõ nha. Coi con sai chỗ nào sư cho con biết nha. Trời ơi, Thanh Hoàng sao không nghe rõ trời của bà, chắc máy quýt su quăng su mít hay gì đó hả? Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài, không cần post bài đâu. Tại chữ nó nhỏ, chắc phải để cái kính lúp vô mới nhìn được đó. Không có nhìn đâu, già cả rồi. Tai lãng, mắt mờ lắm. Không biết chừng nào đi gặp bác Sáu rồi đó. Thôi bây giờ trả bài đi, nói nhiều quá mệt quá hả? Kinh Pháp Cú số 14. Yatha aga rằng xúc chanh năng vút thi sa ma ti vích cha ti e hoàng su ba quý tăng chích tăng ra go na sa ma ti vích cha ti yatha aga rằng chanh năng vút thi sa ma ti vích cha ti e hoàng su ba quý tăng chích tăng ra go na sa ma ti vích cha ti. Phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm, tha chữ âm thông thường, á đoạn âm, ga chữ âm thông thường, răng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, răng chữ âm đọc theo giọng không mấy cái răng đâu nha. Xúc chanh hai chữ âm nhắn, năng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, bút chữ âm nhắn, thí ná xá má tí, năm đoạn âm. Quýt chữ âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Giá thà a gà rằng xúc chanh năng ti sa ma ti quýt chá tí e hoàng su ba quý tăng chích tăng ra gồ na sa ma ti quýt chá tí. Phân tích câu số 3, e chữ âm thông thường, quăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cuội ha, cuối cùng là câu số 4 đó. Ra go hai trường âm thông thường, ná xá má tí bốn đoạn âm, quýt trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ, rồi đọc tiếng Nam, dịch tiếng Việt Nam. Trời ơi, mới ăn cơm xong thấy khô cổ quá, hồi chắc uống ly nước cối bự quá. E quăng su ba tăng tăng ra gô na sa ma ti quýt cha ti ya tha a ga răng xúc chanh năng vút ti sa ma ti quýt
cha ti e wang su ba wi tăng chích tăng ra go na sa ma ti wích cha ti. Đọc một lần nữa cho nó chết em. Giá thà a gà răng xúc chanh năng vút ti sa ma ti wích cha ti e wang su ba wi tăng chích tăng ra go na sa ma ti wích cha ti. Bây giờ ga kê. Dạ tha a ga răng xúc chân năng vụng thi na sa ma ti vứt cha ti e quang su pa quy tăng chít tăng rào go na sa ma ti vứt cha ti. Dạ tha a ga răng xúc chân năng vụng thi na sa ma ti vứt cha ti e wang su pa wi tang chit tang ra go na sa ma ti vu cha ti. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xong rồi đây sơ. Bông hoa của sư đâu mất tiêu hết trơn. Chị sư. Ai coi chữ né chỗ nào vậy? Câu số 2 hả? Quốc thi na sa ma ti quốc cha ti mà. Đọc lại lần nha. Giá thà a gà răng xúc chanh năng quốc thi na sa ma ti quốc cha ti. Hãy giờ đọc lại lần nữa. Giá thà a gà răng xúc chanh năng quốc thi na sa ma ti quốc cha ti e quang su ba quý tăng chích tăng ra gồ na sa ma ti quốc cha ti. Có lẽ đọc nhanh quá không nghe rõ ha. Thôi đọc lại một lần nữa nghe cho danh nhất hạ cho nghe, cho lỗ tai nó rõ vàng nha. Giá thà a gà răng xúc chanh năng vút ti na sa ma quy chích cha ti. Đúng không? Được rồi ha. Chắc đọc nhanh quá đó, bù qua bù lại. Nói tối lại đó. Trời ơi sao không thấy sư cho con cái bông hoa nào trơn vậy sư? Con nói thiệt chứ sư hả? Cục ha, khan cổ họng luôn, học tập tới đọc tôi á, khan luôn á, khi khan cổ họng khổ lắm á sư, nhiều khi con thấy không biết có đúng không nữa, mỗi lần đọc như là cực khổ lắm á sư, học cực khổ tiếng Mali khổ, đó. Mà nếu mà sư á cho bông hoa cái nó bao nhiêu cái khổ, nhân cái cực nó tự nhiên biến hết trơn à, mà đọc khô cổ họng như đó. Mà sư không thấy sư cho bông hoa buồn giấy sợ. Con tính ca bài chắc mình thành tắc kỹ hoa lao rồi đó, đọc hoài ho, muốn ho luôn vậy đó. Chắc con chết chứ không còn mong chi sống sư, bởi kiếp trước con làm nên tội gì sư. Thành ra con đọc kinh pháp cú nhiều ho ho vậy lắm. Mà khi nào thấy sư cho bông hoa tự nhiên ho biến mất à. Tại sao? Tại cái tâm con chú ý được mấy cái bông của sư đó là mừng lắm, quên hết ho vậy đó. Kỳ nào mà con đọc mà con thấy sư cho bông hoa là con buồn lắm. Chắc con sai gì đó sư. Con sai sư sửa nghe sư. Con cảm ơn sư trước đi. Rồi cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân á. À rồi bye. Mời cô Hồng Thị Kim Dung và quý vị khác tiếp tiếp nha. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài câu kệ ngôn số 14. Yat ha a ga rang suk chan nang vut thi na samati huic cha ti e wang su pha huy tăng chit tăng ra vô na samati huic cha ti. Yat ha a ga rang suk chan năng vút thi na sa ma ti huyết cha ti e quang su pha huy tăng chít tăng ra go na sa ma ti huyết cha ti. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc chan là hai trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, thí, ná, xá, má, tí là năm đoạn âm, quích là trường âm nhấn,
chá, tí là hai đoạn âm. Ya tha a ga rang suk chan nang vut thi na sa ma ti gui cha ti. Câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra, go là hai trường âm thông thường, ná, xá, má, tí là bốn đoạn âm, quích là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Ê quang su phà quý tăng chít tăng ra go na sa ma ti quích cha ti. Ya tha a ga rang suk chan nang vut thi na sa ma ti quích cha ti. Ê quang su phà quý tăng chít tăng ra go na sa ma ti quích cha ti. Con xin kệ ạ. Ya tha a ga rang suk chan nang vut thi na sa ma ti quích cha ti. Ê quang su pha quỳ tăng chi tăng ra vô na sa ma ti quỳ cha ti. Ya tha a ga rang suk chan nang vụt thi na sa ma ti quỳ cha ti. Ê quang su pha quỳ tăng chi tăng ra vô na sa ma ti quỳ cha ti. Như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có sai. Con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp con. Dạ, con kính tri ân sư. Cảm ơn tâm hạnh đã bố thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Tri Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 14. Ya tha a ga rang suk chan nang vut thi na sa ma ti vit cha ti. E quang su pha vi tăng chit tăng ra go na sa ma ti vit cha ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, á, đoạn âm, ga, trường âm thông thường, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc, chăn, hai trường âm nhấn, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút, trường âm nhấn, thí, ná, xá, má, tí, năm đoạn âm, quýt, trường âm nhấn, trá, tí, hai đoạn âm. Ya tha a ga rang suk chan nang vut thi na sa ma ti vit cha ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E âm thông thường, quang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra, vô hai trường âm thông thường, ná, xá, má, tí bốn đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá, tí hai đoạn âm. Ê quang su pha quý tăng chít tăng ra go na sa ma ti quýt cha ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 14. Ya tha a ga rang suk chan nang vut thi na sa ma ti vit cha ti. E quang su pha vi tăng chit tăng ra go na sa ma ti vit cha ti. Ya tha a ga rang suk chan nang vut thi na sa ma ti vit cha ti. Ê quang su pha quy tăng chi tăng ra go na sa ma ti quýt cha ti. Như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào, cũng vậy
tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ nhà trí đức, con kính lễ các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 04 ạ. Số 14 ạ. Ya tha agarang suk chan nang vutthi na samati vit chati evang su pha vi tang chit tang ra go na samati vit chati. Ya tha agarang suk chan nang vutthi na samati vit chati evang su pha vi tang chit tang ra go na samati vit chati. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Yathā āgarāṁ sukcānāṁ buddhinā samāti viccati. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông, á là đoạn âm, là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sukcān là hai trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vút là trường âm nhấn, thí ná xá má tí, năm đoạn âm. Quýt là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm ạ. Con đọc lại câu 1, câu 2 và phân tích câu 3, câu 4. Ya tha agarang suk chan nang vutthina samati vit chati evang su pha vit tang chit tang ra go na samati vit chati. E là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rago là hai trường âm thông thường, ná xá má tí là bốn đoạn âm, huyết là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Ya tha agarang suk chan nang vutthina samati viccati evang su pha vi tang chit tang ra vo na samati viccati. Như ngôi nhà khéo lập, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Con xin kể. Ya tha agarang suk chan nang vutthina samati viccati evang su pha vi tang chit tang ra go na samati viccati. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. Con có sai, con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Cảm ơn sức tâm hành đã tốt bài ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn các đạo hữu đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 14. Yathā āgarāṁ suk chan nang vutthina samati viccati evang su pha vi tang chit tang ra go na samati viccati. Yathā agarang suk chan nang vutthina samati viccati evang su pha vi tang chit tang ra go na samati viccati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yathā agarāṁ sukcānāṁ buddhinā samāti viccati. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sukcān hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút trường âm nhấn, thí đoạn âm, ná xá má tí bốn đoạn âm, vít trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Giá thà a gà rằng xúc chà nàng vút thi ma sa ma ti vút chá tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4.
e quang su pha vi tăng chít tăng ra gồ na sa ma ti vít cha ti. E là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường tập trường trường âm nhẫn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra go là hai trường âm thông thường, ná xá má tí bốn đoạn âm, vít trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Dạ. E quang su pha quý tăng chít tăng ra go ná xá má tí vít chá tí. Dạ, con xin đọc lại câu số 14. Ya tha a ga rang suk cha nang vut thi na sa ma ti vut cha ti e quang su pha vi tăng chit tăng ra go na sa ma ti vut cha ti. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, dục không xâm nhập. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ya tha a ga rang sut cha nang vô thi na sa ma ti vich cha ti e quang su pha vi tăng chi tăng ra go na sa ma ti vich cha ti. Ya tha a ga rang sut cha nang vô thi na sa ma ti vich cha ti e quang su pha vi tăng chi tăng ra go na sa ma ti vinh cha ti. Dạ, con đã có phân tích và đọc kệ xong, và có gì sai xin nhà sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic, xin mời The Man. Alo. Alo, alo. Dạ. Út Tha Giá, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 14. Yat tha aga rang sut cham nang vitti na samati vitati e vang su pha vitam chittam rago na samati vitati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yat tha aga rang sut cham nang vitti na samati vitati. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, súp là trường âm nhấn, cham là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm là trường âm nhấn, thí, ná, xá, má, tí là năm đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. E văn su pha vi tăng chi tăng ra go na sa ma ti vi cha ti. E là trường âm thông thường, văn là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra go là hai trường âm thông thường, ná xá má tí là bốn đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Đọc lại nguyên bài. Yat tha a ga rang sut chan nang vut ti na sa ma ti vit cha ti e vang su pha vi tang chi tang ra gu na sa ma ti vit cha ti. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm. Ya tha ga rang sut cha nang vut thi na sa ma ti vit cha ti e vang su pha vi tăng chi tăng ra go na sa ma ti vit cha ti. Dạ, con xin phép xuống mic
con có sai chỗ nào xin đạo tràng chỉ sửa giùm cho con. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ với bà với cô Trương Nữ, và con kính lễ cô Trương Nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Dạ, mình từ cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Dạ, bây giờ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 14 hôm nay. Yatha agarang suchanang vuthina samati vuchati evang suvad vitang chittang rago nasamati vuchati. Yatha agarang suchanang vuthina samati vuchati evang suvang vitang chittang rago nasamati vuchati. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yatha agarang suchanang vuthina samavicchati. Dạ. Yatha agarang suchanang vuthina samavicchati. Dạ, câu số 1. Ya là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm, sút chanh là hai trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Và câu số 2, vút là trường âm nhấn, thí ná xá má tí là năm đoạn âm, vút vút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ê quang su tha vi tăng chích tăng ra go na sa ma ti vut cha ti. Ê là trường âm thông thường, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, ra go là hai trường âm thông thường, ná xá má tí là bốn đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Ya tha aga rang su chan nang quýt quýt thi namasa quýt ti quýt chá ti e quang su pha ti quýt tăng chích tăng ra go na sa ma ti quýt chá ti. Yatha agarang suchanang vuthina samati vuchati evang sufa vitang chittang rago na samati vuchati. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 14. Yatha agarang suchanang vuthina samati vuchati ê quảng su pha quỳ tặng chít tăng ra gô na sa mà chỉ vút cha thi. Con xin đọc bản chuyển ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Dạ, con đã phân tích cho con có đọc gặp xong. Con có sai, con mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ mình tự xin mời bàn tay của Tina. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh ngài, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 14. Yatha agarang suchanang vuthina samati vuchati evang supha vitang chittang rago na sa samati vuchati. Con xin phân tích câu 1 và 2.
tha a ga rang su chan nang vut thi na sa ma ti vit cha ti yat là đoạn âm, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút chân hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn thí, ná xá má tí năm đoạn âm, quýt trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm. Yat tha aga rang su chan nang wut thi na samati wit chati. Câu 3 và 4. E wang su pa wit tang chi tang ra go na samati wit chati. E trường âm thông thường, wang trường âm đọc theo giọng âm. Su đoạn âm, pha trường âm thông thường. Quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chit trường âm nhẫn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra go hai trường âm thông thường. Ná, xá, má, tí và bốn đoạn âm. Quýt trường âm nhẫn, nhấn trá tí hai đoạn âm. E wang su pa quýt tăng chít tăng ra go na sa ma ti quýt cha tí. Yat tha a ga yat tha aga rang su chan nang vutthi na samavicchati samati vicchati evang supa vittang cittang rago na samati vicchati. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Con xin phép kệ. Ya ta aga rang sun nang bun thi na win cha thi e wang su pa wi tang chin tang ra go na sa ma thi win cha thi ya ta aga rang sun chan nang bun thi na sa ma thi win cha thi e wang su pa wi tang chi tang ra go na sa ma ti win cha ti. Dạ, con kính tri ân ngài và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng. Có sai xin sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Sau đó con đọc và phân tích câu hấp cuốn số 14. Giá tha a ga rang sút chan nang vút thi nát sa mát tí vít chá tí e văn su phà quý tăng chít tăng ra gô na sa mát tí vít chá tí. Giá tha a ga rằng sút chan năng vút thi na sa vút chá tí. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sút chan là hai trường âm nhấn. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vút là trường âm nhấn. Thí, ná, xá, má, tí. 1, 2, 3, 4 là 1, 2, 3, 5 là 5 đoạn âm. Vít là trường âm nhấn. Vít là trường âm nhấn. Chá, tí là 2 đoạn âm. Giá thà á gà răng suốt tràn năng vút thí ná vút chá tí. Ê văn su phà quý tăng chít tăng ra gô ná xá mát tí vít chá tí. Ê là trường âm thông thường. Văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú là đoạn âm. Pha là trường âm thông thường. Ví là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít là trường âm nhấn. Tăng là âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra gô là trường âm thông thường. Ná xá má tí là bốn đoạn âm.
Vít là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Giá thà á gà rằng suốt tràn nằng vút thí náu xá vút tí quyết chá tí ê văn xú phà quyết tăng chít tăng ra gồ ná xá máu tí quyết chá tí. Giá thà á gà rằng suốt tràn nằng vút thí ná xá ná vút chá tí ê văn xú phà quyết tăng chít tăng ra gồ ná xá mát tí quyết chá tí như ngôi nhà khéo lợp. Mưa không xâm nhập vào cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Dạ con xin kệ. Dạ tha a ga rằng su cha nắng vua thi na sa ma ti vi cha ti e văn su pha vì tăng chi tăng ra go na sa ma ti vi cha ti. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con đã đọc sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Tinh Tâm Hạnh đã bóc bài ạ. Xin mời vị tiếp theo. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 14 ngày hôm nay à. Yathā āgāraṁ succaṁ naṁ vuṭṭhinā samāti viccati evaṁ suphā vitaṁ cittaṁ rāgo na samāti viccati. Yathā āgāraṁ succaṁ naṁ vuṭṭhinā samāti viccati evaṁ suphā vitaṁ cittaṁ rāgo na samāti viccati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, á là đoạn âm, á là đoạn âm, ga là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút, chan là hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, wood là trường âm nhấn, thí, ná, xá, má, tí là năm đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Giá thà á gà răng suốt tràn năng quýt thí ná xá má tí quýt chá tí. Và câu số 3 và câu số 4. Ê quăng su phà quý tăng chít tăng ra gồ ná xá má tí quýt chati. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra, go là hai trường âm thông thường, ná, xá, má, tí là bốn đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Ê quăng su phà quý tăng chít tăng ra gô ná sa má tí quýt chá tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Giá thà á gà răng suốt chàn năng quýt thi ná sa má tí quýt chá tí. Ê quăng su phà quý tăng chít tăng ra gô ná sa má tí quýt chá tí. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Dạ tha gà răng suốt chàn năng quật thi na sa ma ti quýt cha ti. E quăng su phá quy tăng chi tăng ra gô na sa ma ti quýt cha ti. Ya tha ga rang su chan nang wud ta mati wud cha ti. E wang su fa wi tang chi tang ra go na sa mati wud cha ti. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài.
Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ cô tu lễ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ quý cô, quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc Pháp Cú số 14. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh bốc bài. Yết tha agaran suchanan buddhi nasama ti vichati asan avan sufa vitan chittan rago nasama ti vichati. Yết tha agaran suchanan buddhi nasama ti vichati avan sufa vitan chittan rago na samati vichati yatha agarang suchanang vuthina samati vichati evang sufa vitang chittang rago na samati vichati. Như ngôi nhà chiếu lực mưa không xâm nhập vào cũng vậy, tâm thiếu tu tham dục không xâm nhập. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Giá là đoạn âm, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đập theo giọng ngân âm, xúc là trường âm ngắn, xúc chan là trường âm ngắn, hai trường âm ngắn, năng trường âm đập theo giọng ngân âm, út trường âm nhắn, thí ná xá má tí là năm đoạn âm, vít trường âm nhắn, chá đoạn chá tí là hai đoạn âm, e trường âm thông thường, văn trường âm đập theo giọng ngân âm, số trường âm số là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, ví đoạn âm, tăng trường âm đập theo giọng ngân âm, chít trường âm nhắn, tăng trường âm đập theo giọng ngân âm, ra gô hai trường âm thông thường, ná xá má tí bốn đoạn âm, ví trường âm nhắn, chá tí là hai đoạn âm. Yết tha agarang suchanang buddha samati vichati avang sufa vitang chittang rago na samati vichati. Con xin kể. Yết tha agarang suchanang buddha samati vichati Espan sufa vitang chittang rago na samati vichati yatha agas rang suchanang putina samati vichati evan sufa vitang chittang rago na samati vichati. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai xin kính xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin dâng mít lại đạo tràng. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính chào quý cô tư nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn số 14. Yatha agarang suchanang uthinam samati vichati evang sufa vitang chittang rago nasamati vichati. Yatha agarang suchanang
Yatha agarang sukchanang uthina samati vichati evang supha vitang chittang rago nasamati vichati. Giá là đoạn âm, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, ga trường âm thông thường, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc chanh hai trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, thí ná xá má tí năm đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai trường âm thông. Chá tí là hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, pha trường âm đọc theo trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ra go hai trường âm thông thường, ná xá má tí bốn đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Yá tha a ga răng súc cha năng út thi na sa ma ti quýt chá tí e quăng su pha quýt tăng chít tăng ra gô na sa ma ti quýt chá tí. Yá tha a ga răng súc cha năng út thi na sa ma ti quýt chá tí e quăng su pha quýt tăng chít tăng ra gô na sa ma ti quýt chá tí. Yá tha a ga răng súc cha năng út thi na sa ma ti quýt chá tí e quăng su pha quýt tăng chít tăng ra gô na sa ma ti quýt chá tí. Yá tha a ga răng súc cha năng út thi na sa ma ti quýt chá tí e quăng su pha quýt tăng chít tăng rago na sa ma ti quýt chá tí. Như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Ô, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quý vị nghe rõ ha? Rồi, hết người đưa tài. Như vậy là cũng hôm nay số lượng tham gia nhiều ha? À, rất là đông. Bắt đầu là Sư Mê Ta, Sư Kiên, Sư Thiện Vũ, Sư Quảng Thanh, Sư Khổng Mai, Sư Tầm Man, Sư Niệm Từ, Sư Tina, Cô Tu Nữ Phục Phạnh, Huy Nhân Nhạc Hà, Sư Kim Nhung, Sư Trần Phụng, Sư Thiết La Một Xuân. À, rồi điểm nhanh vậy có thiếu người nào không? Alo. À, như vậy là sự quý vị đã thể hiện rất là tốt. Về giọng đọc không có gì khuyết điểm, quý vị rất là tự tin đọc phân tích, mà khi phân tích được như vậy thì chắc chắn rằng cái giọng đọc của quý vị ổn. Biết đó là trường âm gì, nó là đoạn âm, nó là trường âm, thì quý vị rất là tự tin ha. Thôi, xa thủ, hôm nay
không có ai có sự sai sót gì hết. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha, để tìm hiểu. Khi mà đọc được như vậy thì chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa của câu Phật ngôn này như thế nào. Alo, Sĩ Nhật Quỳnh có mặt chưa? Alo, Sĩ Nhật Quỳnh. Câu đầu tiên, giác thà a gà rằng xúc thành năng. Giác thà a gà rằng xúc thành năng. Giác thà a gà rằng xúc thành năng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Giác thà, cái từ khi mà giá tha mà xuất hiện thì cái từ e quăng nó sẽ đi theo sao? Giá tha là giống như, ví như, rồi chữ e quăng là cũng vậy, cũng vậy, như vậy. Hai từ này luôn luôn đi chung với nhau ha. Rồi cái từ a ga rằng trong cái bài trước chúng ta cũng đã thấy rồi, chữ aga rằng do từ agara, agara là ngôi nhà, agara là ngôi nhà, nhưng mà nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao phát triển câu bất chẩn á, cho nên agara biến thành agara rằng. Rồi xúc thành năng, chữ xúc thành năng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ xú có nghĩa là tốt, khéo léo. Chữ thành năng do cái động từ cha đê tí, tức là lợp nhã, lợp nhã. Thì đây là một cái động từ coi như khi mà được nói nè, được tranh nè, được bằng đá rồi vân vân, thì cái hình thức đó người ta gọi là lợp nhà ha, phú lên trên. Vậy thì cái câu đầu tiên này, cha tha a ga rằng xúc thành năng, ví như ngôi nhà khéo lợp ha, kéo lợp. Rồi câu số 2, vút thi na samati vít cha ti, vút thi na samati vít cha ti. Câu số 2, chữ vút thi là cơn mưa. Vút thi, bài trước chúng ta đã học rồi ha, vút thi là mưa. Na là không. Samati vichati là xuyên thủng, xâm nhập. Xuyên thủng, xâm nhập. Động từ này chúng ta cũng đã học rồi trong bài 13. Vậy thì câu 1, câu 2. Yatha aga rang suk thành năng bút khi na samati vich chati yatha aga rằng xúc thành năng bút khi na samati vich chati, giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp khéo léo. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp khéo léo. Đó là ý nghĩa câu số 1 và câu số 2. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp khéo léo. Rồi, bây giờ qua câu số 3 ha. Ê văn su phà quý tăng chích tăng. E văn su phà quý tăng chích tăng. E văn là cũng vậy, cũng thế. E văn là như vậy, cũng vậy, cũng thế.
Rồi, su phà quý tăng. Chúng ta thấy su, tức nghĩa là khéo léo tốt đẹp. Tha quý tăng do cái động từ pha quê tí, tức nghĩa là tu tập. Tu tập thì ở đây pha quý tăng nó là một pha quý tá. Nó được chia theo đối cách số ít. Đô thị giao vì phát triển có quá trình á, mà có chữ số ở phía trước, có nghĩa là su pha quý tăng là khéo được tu tập, khéo được tu tập. Mà khéo được tu tập cái gì? Khéo được tu tập chích tăng. Chích tăng do cái từ chích ta ở đây được chia theo đối cách số ít. Đô thị giao vì phát triển có quá trình á, cho nên chích ta biến thành chích tăng. Chí tăng là tâm, tâm. Rồi tiếp tục câu cuối cùng. Rago nasamati vichati. Rago, rago do cái từ ra giá, nó là một chân từ nam tính ha. Akran tap umbringa. Và ra giá được đứng làm chủ từ số ít. Bạch tham ma để có quá trình năng lực phát tí, cho nên ra cá biến thành ra gô. Ra gô là ái dục, ra gô là ái dục. Na là không, na là không. Rồi sao nữa? Samati vichati. Samati vichati có nghĩa là xâm nhập, xuyên thủng. Xâm nhập xuyên thủng. Vậy thì câu số 3, câu số 4. E quăng su phà quý tăng chích tăng ra vô na samati vích chá tí. E quăng su phà quý tăng chích tăng ra vô na samati vích chá tí. Câu 3, câu 4 cho chúng ta ý nghĩa tương tự như thế. Ái dục không xuyên thủng tâm, theo theo được tu tập. Cũng vậy, ái dục không xuyên thủng tâm, theo được tu tập. Như vậy, câu Phật ngôn số 14 cho chúng ta một ý nghĩa. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được khéo lập. Tương tự như thế, ái dục không xuyên thủng được tâm khéo tu tập. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được khéo lập. Cũng như thế ấy, ái dục không xuyên thủng tâm khéo tu tập. Hòa thượng dưới đất đã phổ thơ lục bát thế này. Nhà ai vụng lực mưa tuôn, tâm người kém hạnh dễ luồn ái tham. Ái tranh dây càng, tâm người khéo giữ dục phàm khó xem. Và ngài Hòa thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn. Như ngôi nhà khéo lập, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lập, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Đó là lỗi dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu ha. Trong phần tiểu vận, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Alo, tiểu vận, quý vị thấy có chỗ nào không ổn? Không có ý kiến hả? Câu Phật ngôn 13,
và câu Phật ngôn 14 cùng một duyên sự. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn 13, 14 ha, để hiểu tại sao câu Phật ngôn này rất hơi quá khó đọc ha. Nhưng mà đâu khó, quý vị đưa tay tham gia rất là đông. Như vậy thì cũng dễ đọc, đâu có khó đọc ha. Câu Phật ngôn 13 về 14 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngồi tại chùa Kỳ Viên, và đề cập đến Ngài Nanda. Chữ Nanda viết làm sao đây? Alo, quý vị viết thử coi con có đúng không? Bởi vì khi mà quý vị nhớ cái tên như vậy thì quý vị thấy câu Phật ngôn 13, 14 ơi xa tu xa tu nành đá, nành đá đúng rồi. Nghe đọc là quý vị rất đúng, mà như vậy là thấy chính xác, học và hành được thể hiện rõ ràng ha. Nành đá, Đức Phật là một vị trưởng luân pháp vương. Ngài sau khi mà chứng đạt được quả vị chánh đẳng danh giác, được đại phẩm thiên Sahampatti thỉnh, và Ngài đã văn du đi từ chỗ này chỗ kia lăn bánh xe phan. Ngài ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá. Khi mà Ngài ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá thì Đức Vua Suddhodana đã phái coi như 10 đoàn sứ giả, nghĩa là 10 đoàn sứ giả này đi đến để thỉnh Đức Phật. Thì Đức Vua Suddhodana mới bảo với các cái sứ giả rằng: này chư hiền sanh, hãy mau qua rước Thái tử về để cho quả nhân được gặp mặt con. Tất cả Đức Vua Tịnh Xá thương nhớ Đức Phật đến cái độ mà coi như phái hết đoàn sứ giả này đến đoàn sứ giả khác, mà tất cả là 10 đoàn sứ giả ha. Nhưng mà khi những cái đoàn sứ giả này một đoàn là cả ngàn người á, đi đến, rồi Đức Phật Ngài thuyết pháp, rồi những cái đoàn sứ giả này nghe Đức Phật thuyết pháp quan hỷ quá, rồi xuất gia. Và như vậy thì tới đoàn sứ giả thứ 10, đoàn sứ giả thứ 10 mà coi như là đến đó. Nhưng mà trưởng với đoàn là quý vị biết là ai? Đó là ông Kaludaji. Nhưng mà ông Kaludaji này ổng mới trình lên Đức Vua Tịnh Phạn: nếu mà ổng thỉnh Đức Phật về được á, thì ổng cũng phải có một cái điều kiện. Có nghĩa là đúng lúc đúng thời, chứ không phải là coi như thỉnh Đức Phật về bất cứ giờ phút nào. Tại sao chín đoàn sứ giả kia qua nghe Đức Phật xuất gia mà không thỉnh Đức Phật về? Thì ông Kaludaji này ông mới trình lên Đức Vua Tịnh Phạn sẽ thỉnh Đức về, nhưng mà đúng lúc đúng thời. Thì như vậy ông ta mới nhận lời và ra đi. Ông là người trưởng đoàn thứ 10 nghe. Rồi thì khi mà Chư Tăng coi như với tất cả là số lượng 20 vị lão tăng ở trong cái thành Phương Xá, và Đức Phật rất là coi như phái các ngài đi đây đi đó để mà coi như truyền bá giáo pháp. Thì ngày hôm sau Đức Phật ngự vô thành khất thực và nghe lời của ông Kaludaji
đại chúng có đoàn thứ 10 ha. Ông cũng đã xuất gia và thấy cơ hội đã đến, cho nên thỉnh Đức Phật về thành Thập Tịnh Đa Bệ. Thì khi mà về thành Ca Tỳ La Vệ thì Đức Phật Ngài đã làm cho một cái điều kỳ diệu phát sinh lên, là một cái trận mưa hồng nó rơi xuống như hoa. Và trận mưa đó đã nhân cơ hội đó mà Đức Phật là thuyết lại cái sự tích của Bồ Tát Vaisamitara, là tiền thân của Ngài. Tức là trận mưa đó nói lên cái ý nghĩa trong gia tộc, nói lên ý nghĩa của gia tộc, được đoàn tụ, tức là Đức Bồ Tát Vaisamitara Ngài đã bố thí vợ là Hoàng hậu Maitri, bố thí luôn hai người con, tức là hoàng tử Charlie và công chúa Maitri Kanha. Như vậy thì trong cái kiếp mà Vaisamitara Ngài đã bố túc ba la mật đại thí, bố thí vợ này, bố thí hai người con là hoàng tử và công chúa cho một cái người bà la môn coi như nghèo khổ, đi xin hai đứa con để về làm nô lệ sai khiến này, phải xin luôn cả bà vợ về để phục vụ coi như cơm nước cho ông ta. Hay một người ăn xin mà với cái tâm bấn thiếu như vậy, nhưng mà Đức Bồ Tát vì cái hạnh của Ngài để bố túc về đại thí, Ngài quan hỷ bố thí cả con cả vợ. Thì sau khi trận mưa rơi xuống, và Ngài đã nói lên, nói lại một cái thời xung hợp trong quá khứ. Rồi Ngài trở về chùa Nirodha. Nhưng mà Đức Vua và Triều Thần không ai thỉnh mời gì hết. Cho nên ngày hôm sau Đức Phật ngự vào thần đi khất thực. Khi mà ngự vào thành đi khất thực như vậy thì công nương Yasodhara thấy hoàng tử một vị một cái như là sống trong trong cung bền vị ngọc, mà bây giờ có ôm mình bác đi khất thực, là một cái sự bồng cùng của xã hội, thì chưa nói mất với Đức Vua Tịnh Phạn. Và Đức Vua Tịnh Phạn đã ra cản: đây là vương quốc của con, tại sao con phải ôm mình bác đi xin nào? Thì Đức Phật Ngài phủ nhận, đây là dòng của chư Phật, chứ không phải là Ngài sinh ra trong cái dòng dõi của vua chúa, mà Ngài đã sinh ra trong cái chủng tử, trong cái Phật quả. Thì chư Phật trong quá khứ đều ôm bình đạt đi khất thực. Và khi giải thích cho Đức Vua Tịnh Phạn và hoàng cung rõ, đây là cái hạnh của chư Phật phải làm. Rồi Ngài đã độ cho Đức Vua Tịnh Phạn chứng đắc quả vị nhập lưu thánh thứ nhất. Rồi đã độ cho Di Mẫu Maha Bacchapati Gotami cũng chứng đắc quả vị nhập lưu. Rồi từ từ đưa cái tâm của Đức Vua Tịnh Phạn tiến lên cái quả nhất lai. Rồi sau một bữa thọ thực trong hoàng cung, Đức Phật thuyết về cái tích nàng Chanh Đa Kinh Nà Ri, là một chúng sanh mình chim đầu người, vốn là tiền thân của nàng Yasodhara. Nó hầu để cho cái ân nghĩa mẹ của Rahula đối với chính Ngài từ những lúc còn trong kiếp thú. Rồi đến ngày thứ ba, trong lúc mà thái tử Nanda tưng bừng
cử hành cái lễ gọi là tức vị quốc vương, tức là được đăng quang, rồi tấn phong hoàng hậu, đi Đức Phật ngự vật điện của hoàng gia để thất thực. Sau khi tổ thực xong thì ngài trao bát tặng tay cho thái tử Nanh Đa, ban lời phúc chúc, rồi từ bảo tọa đứng lên các bước ra đi, không có thâu hồi cái bình tác lại. Thái tử Nanh Đa vì lòng tôn kính Đức Như Lai không dám mở lời kêu gọi là bình ngài, xin ngài lấy cái bình bát lại. Thái tử Nanh Đa lặng lặng ôm bình bát theo Đức Phật, bởi vì thái tử nghĩ rằng tới cầu thang chắc ngài sẽ lấy cái bình bát lại. Nhưng mà lúc tới đó thì Đức Phật không dừng chân để lấy bát. Rồi thái tử là tính thầm, chắc là xuống chân cầu thang thì ngài sẽ lấy lại. Nhưng mà điều đó thì Đức Phật vẫn làm ngơ và đi luôn một mặt. Thái tử là nghĩ, thế nào rồi tới sân ngự trước đầu rồng thì ngài cũng sẽ thâu bát lại. Nhưng mà khi đến nơi đó thì Đức Phật cũng vẫn điềm nhiên đi thẳng, mặc dù ở trong thâm tâm vẫn muốn quay gót trở về. Thái tử vì nể Đức Bổn Sư không hề dám hở môi kêu này, ngài ơi xin ngài hãy lấy lại bình bát dùng đi. Nhưng mà vừa đi vừa mong ước lẩm bẩm, tới đây thì ngài sẽ lấy bát lại, tới đằng ấy thì ngài sẽ lấy bát lại. Và cứ như thế thì thái tử cứ lầm đuổi theo sau chân Đức Bổn Sư, là một cái vị thị giả, một người tùy tùng miễn cưỡng. Ngay trong lúc đó thì cô bạn gái trông thấy thái tử đi ra, chạy theo báo tin cho bà tân hoàng hậu là công nương Chanapakanjami. Thì nữ tử mới báo rằng tấu lệnh công nương đã dẫn tân vương đi rồi. Vậy thì lệnh bà phải liệu chọn làm sao đây, một khi mà tân vương vắng mặt. Nghe tin cấp báo như vậy thì công nương Kanjani không cầm được suy lệ, lật đật bới cái đầu rồi chải một cách dở dang, bương bá chạy theo gọi với tay theo hoàng tử: hoàng tử ơi, hoàng tử ơi, xin mau trở lại triều ca. Những lời kêu than thiết tha như vậy quỷ trung nhân dường như thấm thấu cái trái tim đa cảm của vị hoàng tử si tình, khiến cho hoàng tử có bàng hoàng ngơ ngẩn. Nhưng mà Đức Phật vẫn tiến bước, không hề quay lại thâu hồi cái bình bát, để cho hoàng tử phải không được gánh cái bàn tay. Rồi dắt hoàng tử Nanh Đa về chùa, Đức Phật mới hỏi: Nanh Đa, có muốn đi tu không? Vì quá tôn kính Đức Công Sư, thái tử không thể từ chối rằng không, nên ngập ngừng đáp lại: dạ thưa, muốn bạch ngài. Đức Phật mới bảo: nếu vậy thì này các thầy theo các ông để xuất gia thái tử Nanh Đa đi. Đức Phật đồ cho thái tử Nanh Đa xuất gia đúng vào cái ngày thứ ba kể từ ngày ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi đến ngày thứ bảy, mộ thân của thái tử Nanh Đa rau ra cho con mặc một cái bộ đồ kiều phục sang trọng hoa mỹ, rồi dạy con đến gần Đức Thế Tôn và đinh dặn rằng: này Vương Nhi, có thấy không, cái vị sa môn da như vàng rồng, hình dáng như Phạm Thiên, có đến hai muôn sa môn khác hầu hạ, chính là phụ vương của con đó. Khi mà phụ vương ra đời thì người có được những cái hầm châu báu vĩ đại, nhưng mà từ khi người xuất gia đến giờ, mẫu hậu không còn trông thấy được nữa. Vậy thì Vương Nhi, con hãy đến xin người
ban cho con cái phần di sản đó. Con thưa như vậy, nghe chưa? À, tức là bạch Ngài Đại Sa Môn, con là trưởng tử của Ngài, sau khi lên kế vị Ngài vàng, con sẽ là một trưởng luân thánh vương giàu sang bốn biển, nên con cần và có những kho sản quý giá. Vì lẽ phụ nghiệp thì năng thừa, xin Ngài an cư cho con những cái hầm châu báu của Ngài. Thái tử Ra Hầu Lá đến gần Đức Thế Tôn, đánh lễ xong thì phát tâm yêu mến phụ thân mình, cho nên âu yếm thỏ thẻ rằng: bạch Ngài Sa Môn, cái bóng mát của Ngài làm con vui sướng làm sao á. Rồi thái tử đứng lên nói thêm những cái lời lẽ bày tỏ nguyện vọng của mình. Sau khi tỏ thực và phúc chúc xong thì Đức Phật tự vào tọa đứng lên ra về. Thái tử Ra Hầu Lá cũng vội vã đi theo Đức Thế Tôn và nhắc đi nhắc lại: xin Ngài Đại Sa Môn ân tử phụ sản cho con, xin Ngài Đại Sa Môn ân tử phụ sản cho con. Đức Phật làm thinh, Ngài không có bảo Thái tử quay trở về. Và nội thị triều thần trong chúng Thái tử kinh với Đức Bổn Sư thì cũng không ai dám đứng ra ngăn cản. Do đó Thái tử Ra Hầu Lá đi theo Đức Thế Tôn đi luôn một mạch đến thẳng ngôi chùa. Và khi đó Đức Phật nghĩ rằng cái thứ mà phụ sản mà Ra Hầu Lá mong mỏi chỉ là cái thứ tài sản luân lưu giả tạm, không được trường tồn vĩnh cửu. Vậy thì để Như Lai ban cho nó thánh sản và thất bảo mà Như Lai đã đắc dưới cột cây Bồ Đề. Rồi Đức Phật kêu Ngài Sariputta, ông hãy cho Ra Hầu Lá xuất gia đi. Ngài Ra Hầu Lá y lệnh làm lễ xuất gia cho Thái tử Ra Hầu Lá. Được nghe tin này thì Đức Vua Suddhodana hết sức là buồn phiền, không thể nhẫn nại làm thinh. Đức Vua ngự đến ý kiến Đức Thế Tôn, bày tỏ nỗi lòng sầu khổ và đưa ra tỉnh nguyện như vậy. Mà Đức Thế Tôn xin Ngài đừng cho Chư Tăng làm lễ xuất gia cho những đứa trẻ vị thành niên khi mà chưa được cha mẹ cho phép. Đức Phật chấp nhận lời yêu cầu của Đức Vua. Và hôm sau Đức Thế Tôn đã ngự vào trong đền vua, dùng vua đến tâm. Xong rồi thì Đức Vua định phạm ngồi một bên và bạch rằng: bạch Ngài, trong thời gian Ngài tu khổ hành, có một vị chư thiên lấy mách bảo với quả nhân rằng thái tử của địa vương đã mệnh chung. Quả nhân nhất định không tin lời của vị chư thiên đó, cho nên phản đối ngay. Không bao giờ thái tử của trẫm có thể mạng chung trước khi đắc thánh quả. Và nghe vậy thì Đức Phật bảo rằng: tâu đại vương, trong kiếp này làm sao mà đại vương còn tin được? Vì trong kiếp trước cũng chính người đó cho đại vương thấy một cái bộ xương và nói rằng con ông đã chết. Nhưng mà đại vương nghe xong cũng chẳng có chút gì tin. Nhân dịp này thì Đức Phật thuyết về bổn sanh, nói về công tử Maha Thammapala. Khi nghe đến cái sự đoàn kết, cái sự coi như là hòa thuận, thì Đức Vua tịnh phạn chứng đắc thánh quả Anaham. Sau khi độ cho phụ vương chứng đắc ba quả thánh, thì Đức Phật cùng với tất cả tỳ khưu tăng lên đường trở về thành vương xã. Và từ đó thì theo lời hứa của trưởng giả Anathapandika, tức là ông Cấp Cô Độc, Đức Phật
nghĩa là đi qua thành Savatthi để chủ trì cái lễ khánh thành ngôi đại tự Chesavana vừa kiến trúc xong. Trong thời gian Đức Phật an ngự nơi chùa Kỳ Viên thì đại đức Nanh đã cảm thấy bực bội, bức rứt, nóng nảy, bồn chồn, nên thường thở than với Di Bằng: "Ồ, các vị ơi, tôi không thấy có một chút gì hứng thú trong khi hành theo phàm hạnh. Chắc là tôi không thể sống cái đời sống tu sĩ được lâu. Có lẽ rồi đây tôi sẽ xả giới và trở về cương vị cũ của tôi như trước." Rồi Đức Phật nghe Di Băng từng câu chuyện này, Ngài cho gọi Đại Đức Nanh Đá đến và hỏi: "Này Nanh Đá, nghe nói ông đã thốt lên nhiều cái lời than thở với Di Băng. Này các vị ơi, tôi không thấy hứng thú trong cái sự thực hành theo phạm hạnh. Chắc là tôi không thể sống một đời sống tu sĩ được lâu. Có lẽ rồi đây tôi sẽ giới mà trở về cương vị của tôi khi trước. Có phải như vậy hay không?" Bạch Ngài: "Dạ đúng thật vậy. Này Nanh Đa, ông mắc cái chứng gì mà không thấy hứng thú trong sự tu hành theo phạm hạnh? Tại sao không ưa sống một cái đời sống tu sĩ mà lại muốn xả giới xuống cương vị của một người cư sĩ?" Bạch Ngài: "Tôi không thể quên nàng Thích Nữ Kanjani, bởi vì cô ta là một công chúa. Khi mà ở trong biệt điện của hoàng gia, cô ta chạy tóc nửa chừng, mắt trang chứa ráo rồi không ráo lệ, đã van xin: Hoàng tử ơi, xin chàng hãy mau trở lại chào ca." Bạch Ngài: "Tôi nhớ mãi cái hình ảnh của nàng mà không thêm chút gì hứng thú trong cái sự tu tập, không ưa sống một cái đời sống tu sĩ và sẽ xả giới trở về cương vị của một tăng vương." Đức Phật mới nắm tay Đại Đức Nanh Đa, dùng thần thông đưa Đại Đức Nanh Đa lên thẳng Đao Lợi Thiên Cung. Và dọc đường mà bãi như vậy thì Đức Phật chỉ cho Đại Đức Nanh Đa lưu ý đến một con khỉ bị sứt tai, sứt mũi, đứt đôi, ngồi chết trục trên một gốc cây cháy nám ở trong một cánh đồng khi bị quá hoạn. Rồi trên con trời Đao Lợi, Đức Phật dẫn cho Đại Đức Nanh Đa được Phật xem cái cảnh mà 500 thiên nữ đang chầu hầu Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, 500 hàng ngà yêu kiều diễm lệ, gót đỏ như là son thâm, tựa như chân của chim bồ câu. Rồi cho xem mãn nhãn rồi thì Đức Phật mới hỏi: "Này Nanh Đa, ông nghĩ như thế nào nếu đem so sánh với 500 ngọc nữ yếu điệu này với Thích Nữ Kanjani, thì ai là người diễm lệ, ai là người mỹ miều, ai là người khả ái hơn ai?" Nghe Đức Phật nói hỏi vậy thì Đại Đức Nanh Đa mới đáp rằng: "Bạch Ngài, nếu mà đem so sánh nàng Thích Nữ Kanjani với 500 ngọc nữ này, thì cái nàng ấy xấu như là con khỉ cái mà nó ngồi nó chết trục và nó xuất cả hai tay, xuất cái cục cái đuôi, và cái nhan sắc nè cô ta thua kém quá xa, 10 phần không bằng được một. Lấy nhiên 500 cái nàng thiên nga này yếu kiều mỹ miều khả ái tuyệt vời hơn." "Ồ, nếu như vậy thì thầy Nanh Đa, ông hãy vui lên, hãy vui lên đi. Vì lại cam đoan là ông sẽ được 500 nàng ngọc nữ yếu điệu này gót son đỏ thắm này." Và nghe như vậy thì Đại Đức Nanh Đa mừng rỡ trả lời rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà Ngài chịu đứng ra làm chủ hôn và giúp cho tôi cưới được 800 nàng ngọc nữ quốc son yếu điệu này, thì tôi nguyện sẽ vui vẻ luôn luôn và thực hành phạm hạnh không có hoàn tục. Và khi đó thì Đức Phật nắm tay Đại Đức Nành đã biến mất trên cõi trời Đao Lợi và hiện xuống ở chùa Kỳ Viên. Ở dưới Duy Tăng có những sự đồn đại rằng nghe nói Đại Đức Nành đã là em ruột, là em một cha khác mẹ với Đức Thế Tôn, cố công hành đạo chỉ vì mong mỏi được gần những tiên nữ ở trên trời. Mà nghe nói Đức Phật cam đoan sẽ giúp cho Đại Đức Nành đã được gần 500 ngọc nữ gót son yếu điệu trên thiên giới. Và từ khi đó thì các vị tỳ kheo bạn của Đại Đức Nành đã hễ gặp mặt Đại Đức Nành đã thì buông lời khinh khi chọc ghẹo nào là: ô, ông tu hành theo cái lối người ở đỡ, nào là Đại Đức làm như kẻ nô lệ, cố công hành đạo chỉ vì muốn cưới 500 ngọc nữ yêu điệu quốc son. Rồi Đức Thế Tôn đã hứa chủ hôn thành toàn cho ông. Cứ nghe những cái bạn đồng tu mà lặp đi lặp lại mãi những cái lời chỉ nhạo gay gắt đó thì Đại Đức Nành đã cảm thấy khó chịu, bực mình, chán ngán quá. Cho nên lánh đi tìm một chỗ khuất tịch vắng vẻ, đem hết tâm tư để mà thực hành phạm hạnh. Thì không bao lâu Đại Đức Nành đã đạt đến cái mục tiêu cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Tự mình chứng ngộ sự tri kiến của các pháp và an tâm ở nơi đó, cũng như bất cứ con nhà gia giáo đã thoát ly gia đình, xuất gia hành đạo là tu theo chánh pháp, thì Ngài đã tự mình giác ngộ và cảm thấy rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm. Sau kiếp này ta sẽ không còn cái kiếp nào khác. Thế là từ đây trên cõi trần ai có thêm một vị A-la-hán nữa, đó chính là Đại Đức Nành Đã. Và khi đó vào khoảng nửa đêm có một vị chư thiên hiện xuống, hào quang chiếu sáng cả kỳ thiên, đến nơi Đức Phật đến lễ và mách bảo rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Nành Đã là em cùng cha khác mẹ với Ngài, đã diệt trừ lậu hoặc thành một cái bậc vô lậu, có tâm giải thoát, có tuệ giải thoát, tự mình chứng đắc các pháp chi kiến và an tâm ở nơi đó rồi. Chính Đức Phật cũng trực giác biết rằng Nành đã tận trừ mọi lậu hoặc, thành bậc vô lậu, có tâm giải thoát, có tuệ giải thoát, tự mình chứng đắc các pháp tri kiến và an tâm ở nơi đó. Kế đó, khi đêm gần tàn, Đại Đức Nành Đã cùng đi đến với Đức Thế Tôn đảnh lễ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy hủy bỏ cái lời cam đoan hứa đứng ra chủ hôn cho tôi với 500 ngọc nữ son. Từ nay tôi không có tin tưởng đến cái việc đó nữa. Này Nành Đã, Như Lai nhờ các Tha Tâm Tông đã biết rõ rằng Nành Đã đã tận trừ các lậu hoặc, đã thành một bậc vô lậu, có tâm giải thoát, có tuệ giải thoát, tự mình đã chứng ngộ các pháp tri kiến và an tâm ở nơi đó rồi. Này Nành Đã, ông được tâm giải thoát tất cả các lậu hoặc nhờ buông bỏ chấp thủ. Từ giờ phút nào thì cái lời cam đoan của Như Lai cũng được cởi mở từ giờ phút đó. Và Đức Phật nói rằng: Bốn buồn dục lạc đã băng qua, cái ngũ trầm kia đã đặt già, ai dứt bỏ si mê thì giác ngộ, khổ vui chẳng động được tâm mà
Và một hôm thì các vị thị khưu mới cọc vấn Đại Đức Nam Đá rằng: à, này hiền hữu, lúc trước thì thường hay than phiền bất mãn tu để muốn đạt được 500 thiên nữ, nhưng mà bây giờ thì sao? À, Ngài Nam Đá mới trả lời: này các hiền hữu, tôi không còn ham muốn các vị thiên nữ nó nữa đâu. Và nghe những lời đó thì Chư Tăng mới bảo nhau: ồ, cái ông này đã nói lời giả dối, cố ý à, muốn khoe pháp Phật tu nhân. À, những ngày trước thì nói rằng phiền muộn chán nản tu để cho mau thành đạt, để mà được chiếm hữu, được bay lên thiên giới để mà chung sống với các vị thiên tiên. Nhưng mà bây giờ thì nói cái lời nói nghe kỳ cục quá. Và Chư Tăng mới nghĩ rằng cái vị này khoe pháp bậc cao nhân, cho nên đem lên trình Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng: này các vị kheo, vì trong dĩ vãng tâm tư của Nam Đá giống như cái gian nhà mãi lợp chưa thưa thốt á, mãi lợp vụn á, chứ còn bây giờ thì tâm của ông ta giống như cái gian nhà mà mãi lợp được kín đáo. Thì khi quả thật khi mà nhìn thấy các vị thiên nữ thì về sau ông ta đã tịnh tâm tu hành để đạt đến cái mục đích tối thượng của một đời sống xuất gia, và nhờ vậy mà ông ta đã đắc vị sở nguyện. Và hai câu Phật ngôn này đã nói lên cái ý nghĩa của cái sự tu tập mà Đại Đức Nam Đá đã thể hiện. Alo, quý vị còn nghe không? Quý vị còn nghe không? Trong duyên sự này, cho chúng ta thấy rằng một đấng quân vương nặng trí tình, Nam Đá hành đắc quả vô sinh, áo vua bỏ lại dình y bác, tay vợ lìa ra giữ kẻ tình, chẳng thiết hoa khôi hiền thế tục, không ham ngọc nữ trốn thiên địch, nương cùng chánh giác hành chân đạo, như thuở còn mang khổ nhục hình. Alo, như vậy thì câu Phật ngôn 13-14 ha, câu 13-14 nói lên đại ý như thế nào? Mục đích của người tu mà Đức Phật đã tế độ cho Thế tử Nam Đá. Và chúng ta thấy trong câu chuyện này cũng có nhiều ý nghĩa ha. Và trong cuộc sống của chúng ta, đi tu, đi vô chùa không phải dứt hết nợ trần mới vô chùa, hoặc là chán thế sự mới đi tu, mà đây là một cái sự đi tu gượng ép, không muốn một tí nào nhưng mà sợ Đức Phật. Hay là Đức Phật hỏi muốn tu không thì nó không đi, nhưng mà sợ quá dạ muốn, khổ vậy, sợ mà dạ muốn. Thì vô chùa, đã vô chùa cầu đạo thì bắt cạo đầu thôi. Ngài Xá Lợi Phất đứng ra làm thầy tế độ cho xuất gia. Và xuất gia như vậy đâu phải là chỉ nhìn tướng là tu, mà cái tâm tu vẫn nhớ vợ nhớ tượng. Cái ngày để được đăng quang lên làm vua rồi tấn phong hoàng hậu, cái ngày mà công chúa Kanjani là một cái người rất là đẹp, thế mà bỏ đi tu sao đảnh. Cho nên đầu sầu khổ. Mà bây giờ Đức Phật vì phương tiện, Ngài để dẫn lên cung trời mà cho thấy rằng những tiên đồng ngọc nữ tiên kia cũng đẹp gấp 10
cái công nương Kanjani. Và trên đường đi thì thấy một con khỉ sức tay sức mũi ha, cục đuôi nó cháy chết ở giữa một cái cơn quả hoàng. Thì sự so sánh thì các cái vị tiên nữ quá đẹp, còn con nương Kanjani thì giống như con khỉ cháy vậy thôi. Một cái sự so sánh. Và như vậy thì chấp nhận cái hay, cái đẹp để mà hướng tâm. Tức là tu vì những viên nữ mà tu. Thì chúng ta thấy qua câu chuyện này, Đức Phật vì phương tiện hướng tâm của Nên Đá bớt đi buồn rầu sầu khổ, hướng về công nương Kanjani, mà hướng về các vị chư thiên. Khi hướng tâm về các vị chư thiên thì bị bạn bè huynh đệ mới thắc mắc, mới mỉa mai tu về những cái cô tiên nữ đó, nghe biết cũng chán nữa. Tu giống như là đi ở nợ, tu giống như đi nợ, tu để mong muốn một cái cảnh giới, tu để đạt được cái này cái kia. Đang nói biết là nghe thấy nó nói chán quá, bực quá, thôi mình tu thật sự đi. Tìm theo đó, tại sao những cái lời kia mà nó làm cho mình bực quá vậy? Khi mà hướng tâm về sự tu tập thì để Đức Nên Đá thấy lại chính mình và chứng đắc thánh quả. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta vọng ngoại, hướng về bên ngoài, chúng ta chẳng làm ăn được cái gì hết, mà tâm của chúng ta chạy nhảy lăng xăng. Còn khi quay lại với chính mình thấy sự thật nó nằm bên trong. Cho nên đừng có đi tìm đâu xa, mà hãy nhìn lại chính mình. Epipasipo. Và khi nhìn lại chính mình thì cái sự thật thực tưởng pháp nó nằm ở trong chính mình, chứ không nằm ở bên ngoài. Rồi bây giờ còn 10 phút nữa, quý vị có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? Tới hai câu luôn, dùng vào một câu. Alo, ý kiến của quý vị sao đây? Đây em đi này nè. Rồi mời chú Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiện Hữu Trần Phùng Hoàng Thâm Trịnh Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Hoàng. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đã hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ trước nhất thì con xin cung thỉnh Ngài dùng nước ở chùa Ngọc Đạt ạ. Con thấy Ngài cầm mít hay lâu nên con cung thỉnh Ngài còn đỡ mít. Thế nữa là con xin sám hối với Ngài và đạo tràng. Lúc nãy thì đầu giờ thì con có cái mặt, nhưng mà khi mà con nghe Ngài nói chuyện với lại Châu Phan, và sau đó thì Quýnh Trách Nhậu tụng kinh, thì con đã có việc nên con làm rất là sâu, con không có trả bài luôn. Và khi nghe Ngài gọi con thì con ba chân bốn cẳng con chạy lời thôi. Và nên con sám hối với Ngài và đạo tràng, con bị việc đột sức nên con phải không có mặt trước máy. Và bây giờ thì hết cái giờ để ôn bài rồi, nhưng mà con nghe Ngài nói nguyên sự nãy giờ thì con
cũng rất là thấm thía, là như là cái qua lực của Đức Phật, phải nói là cái qua lực rất là lớn. Nên khi ngài đưa cái bình bát cho Thái tử Nanh Đá thì Thái tử không hề dám kêu ngài để trả cái bát lời, mặc dù là có công lương như kêu gọi, nhưng mà xót lòng lắm mà cũng không thể nào mà kêu ngài để mà trả bát. Rồi thì ngài cứ đi, thì Thái tử cứ đi theo hoài, để đến một nơi hỏi tu được không, trong lòng không muốn mà miệng cũng phải nói đi tu. Thì con nghe gì thì con thấy rằng đúng là qua lực của Đức Phật. Khi mà ngài đã muốn rồi thì coi như là, với lại ngài cũng nhìn thấy đủ duyên rồi, nên ngài Thái tử là không có dám hé miệng ra để nói không. Cũng như ngài La Hầu La cũng vậy. Dạ, ngài La Hầu La cũng vậy, là cứ đi theo rồi ngài kêu xuất gia thì cũng xuất gia. Nói chung là cái qua được Đức Phật rất là lớn lao. Dạ, mình ước gì mình được gặp cái qua lực như vậy để mình vận duyên. Dạ, con thì con thấy vậy thôi, con chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, con xin sám hối với ngài Bà Đạo Tràng, và con có chút xíu ý kiến thôi, bây giờ còn mấy phút nữa. Cũng ước gì phải không Trần Phật, ước gì là được như vậy, nhưng mà dễ gì mình nghiệp thì dày, duyên thì mỏng, nên mặc dù mình có được có duyên ở gần nơi chùa đi nữa mà mình cũng không có đủ duyên. Dạ, nên là rất là khó. Dạ, kính mời cô Kim. Dạ, con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con cũng còn mấy phút con nói cho rồi, để cho sư nghỉ khỏe đi. Cô này cổ nói cổ cũng không có nghe bài, cũng bận thôi, con nói vài phút thôi. Thì nói tóm lại trong cái bài này á, thì dĩ nhiên ngài La Hu La rồi ngài Nanh Đá, tất cả mọi người đó thì họ đủ hết ba la mật rồi, 10 ba la mật họ đủ hết rồi. Thành ra tới thời kỳ Đức Phật vô nhân duyên đầy đủ, thành ra Đức Phật nói cái mãnh lực duyên nó mạnh quá, thành ra cái ý nghĩ mà tham muốn tạm thời đó đều không có mạnh bằng cái mãnh lực duyên của các ngài thành tựu giải thoát. Con nghĩ như vậy. Nhưng với so bè học này so với người đời á, lớn người đời thì hiểu đâu cưới vợ cho vui hơn. Thường người đời á thì không có làm giống vậy. Các ngài đã tu tập lâu rồi thì các ngài ly dục ly ái, khi mà nhắc nhở lại các ngài thức tỉnh liền, ngài là nhập vô liền, không có nói năng gì. Giàu có như các ngài, như ngài Kassapa đó, gia đình giàu có luôn, quá trời luôn. Ngài Sariputta cũng vậy, cũng bỏ hết mà đi khuất thực như vậy. Thì những vị này đã tu tập rất nhiều rồi. Nhưng con nghe cái bài này thì con thấy rằng thường ở người đời á, họ chỉ như trường hợp của ngài Nanh Đá này đi. Ban đầu ngài đi tu là để được trao đổi thôi, tức là Đức Phật hứa đi lên dẫn cho ngài đi lên cung trời đó, thấy mấy tiên nữ đẹp quá. Thì ngài nói ô trời ơi, đẹp hơn bà vợ của mình sẽ cưới nữa. Thì ngài trao đổi, nghĩa là họ trao đổi nhau giống như là thằng con có con vậy đó. Hồi đó nó ở vô lắm, nó bừa bộn lắm, con la đó hoài. Nhưng mà khi nó gặp vợ của nó đó thì nó thay đổi. Nó thay đổi, nó không còn dơ đó, nó biết rửa chén, nó biết lau nhà, nó biết đủ thứ hết. Lúc trước nó không bao giờ làm gì hết, nó ở dơ nữa, đùm đùm nó bừa bộn vậy đó. Nó bày hay, nó nghe nhạc sùm bự. Nhưng mà khi nó lấy vợ nó có con rồi, nó không bao giờ dám coi hình bậy bạ trước mặt con nó, cũng như là nghe nhạc sùm đó. Nó nghe nhạc baby cho con nó thôi. Thì người đời thường họ không có thay đổi, họ trao đổi với nhau.
tức là họ biết cái người mà họ muốn á, như là con girlfriend của nó hay là gì đó, con gái cũng vậy, con trai cũng vậy, họ trao đổi với nhau, họ bớt đi những cái gì đó họ làm. Nhưng đối với các vị A-la-hán, các ngài không có, ban đầu thì như ngài Nanda này thì trao đổi, nhưng sau đó người bắt đầu tự thay đổi đi chứ không còn trao đổi nữa. Nó là thay đổi, tức là bỏ cái cũ, làm cái mới, chứ không có bỏ qua cái rồi đổi qua, đổi lại, rồi chở qua chở lại như bánh hồng tôm vậy đó. Thì cái bài này theo con hiểu giống như vậy. Tại vì ly dục, ly ái rất là khó. Mấy cái đó nó bám díu vào con người đó, rất khó, rất khó từ bỏ. Ngay cả cái tự ngã vô, ai mà đụng tới mình chút là chí ché lên rồi. Thôi cũng hết giờ rồi, con nói vậy cũng đủ rồi phải không sư? Vậy con chia sẻ như đó đủ rồi đó. À, dạ, bữa nay cái bài này nghe nghe kể vui nhất là cái ông, cái ngài Năng Đá nói cái công chúa đẹp mà ổng nhớ thầm ổng muốn tu nữa, giống như con khỉ cái bị đốt tôi đang thùi ra. Để tôi nhắc cho quý vị một cái nữa, chuyện này có thiệt đó. Sư Liễu Tông á, có một lần nói với tụi tôi á, sư nói nghe nói tiên nữ trên đó đẹp quá, không biết đẹp cỡ nào, mình ráng tu mình lên chảnh coi mấy tiên nữ như thế nào, đẹp như thế nào đó. Đó là sư Liễu Tông nói nha, không phải tôi nghe rõ ràng có mấy người đó nghe trong chùa công tinh cần á, bất cười vậy thôi ha. Hết giờ ha, xin chúc quý vị vui vẻ, được thân tâm thường an lạc. Dạ cảm ơn. Dạ bài alo 123 123. Người ta nói tam nhân đồng hành tất ngã hữu sư. Mới có hai ý kiến, thêm một ý kiến nữa, ý kiến thứ ba để kết thúc ha. Rồi ý kiến thứ ba muốn mời đó chính là Sích Hành Kiểm. Alo Sích Hành Kiểm, ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Mời bàn tay của Sích Hành Kiểm. Sích Hành Kiểm thì kết thúc qua hai ý kiến của Sích Nhật Quỳnh và Sích Kim. Alo mời bàn tay Sích Hành Kiểm ạ. Alo bàn tay Sích Hành Kiểm đâu rồi? Sích Hành Kiểm nói rằng cũng được gặp oai lực lớn. Như vậy thì oai lực đó là như thế nào? Mời bàn tay Sích Hành Kiểm. Không biết mắc cỡ gì mà không chịu lệ dùm nữa. Alo alo Sích Hành Kiểm đâu rồi? Cũng được gặp oai lực lớn nữa đó ha. Như vậy là coi như cái vấn đề chúng ta thấy rằng câu Phật ngôn này đi vào lòng người, tức là mỗi người có một cái ấn tượng mà bị gì, mà con bị kém kém đưa tay chứ, đưa tay là mới biết kém hay là mạnh chứ, đưa tay lên thử coi hả. Alo chị Hành Kiểm đưa tay đi. Cái này đâu phải là bị kém mà bị mất cỡ, mất cỡ không chịu đưa tay. Thôi như vậy là được rồi ha. Bây giờ 6:31 câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy trong cái vấn đề tu tập có tất cả 6 hạng người xuất gia, nhưng mà oai lực của Đức Phật sợ quá. Đức Phật hỏi có muốn tu không? Thay vì cái ngày này là cái ngày mình đăng quang lên làm vua, ngày này là mình cưới công nương Kanyani, nhưng mà sợ Đức Phật quá đi, cho nên thì hỏi muốn xuất gia không, thì thay vì nó không đi nhưng mà nó muốn khổ. Còn ra hồ lá xin Đức Phật bốn cái hầm châu báu nhưng mà Đức Phật thì nghĩ rằng bốn hầm châu báu đó là tài sản của thế gian, bây giờ cho thánh sản thì nó quý hơn. Chính vì vậy mà cũng cho đi tu. Cho đi tu như vậy là coi như hoàng tộc mất đi người thừa kế, tức là ra hữu lát, tức là cháu đích tôn, mà bây giờ tu như vậy là cả một cái sự thất thoát của dòng họ Thích Ca. Cho nên vua Định Phạn cự
nói rằng nếu mà vị thành niên muốn tu thì phải được phép của cha của mẹ. Nhưng mà Đức Phật ngài đã thấy nhân duyên của Rahula, nhân duyên của Ninh Đá, cho nên cho xuất gia. Mặc dù có những cái trở ngại lúc đầu, nhưng mà rồi tương lai các vị này là những vị thánh. Cho nên ý kiến của chị Nhật Quỳnh, ý kiến của chị Kim đã bổ sung để cho chúng ta thấy hai câu Phật ngôn này. Mặc dù đi tu cũng gặp những cái trở ngại, nghĩa là những cái nghịch cảnh, nhưng mà rồi cái thánh quả nó đến, đó là cái kết quả cuối cùng mà chỉ có Đức Phật ngài có tha tâm thông ngài mới biết được. Tức là trong 10 hồng danh của Đức Phật ha, Phú Rì Sa Tâm Ma Sa Rà Thi, tức là chế độ những người hữu duyên nên chế độ. Nên đã rầu đã, nếu mà không hữu duyên thì Đức Phật không có chế độ, nhưng mà vì hữu duyên cho nên Đức Phật chế độ trong nghịch cảnh để rồi trở nên thuận cảnh. Bởi vì cái duyên quá khứ đã đào tạo rất là nhiều, và đây là cái kiếp cuối của ngài Rahula, kiếp cuối của ngài Đanh Đá. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Ete nasachawache na so tiểu bố phô tụ tâm bà đà. Do lời chân thật này, chúng nhân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam trí nữ luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. Xin mời chư thông nhật kết thúc với sinh hoạt của đạo tràng. Alo, chư thông nhật ơi. Thank you.
niệm âm lành thôi.